Đầu tiên thì có lẽ là chúng ta sẽ đến với một món ăn không thể thiếu như là giới thiệu của chị Hồng Linh ở phần đầu chương trình, đó là món thịt kho hột vịt hay còn gọi là thịt kho rượu. Trước nhất thì thịt mình sẽ xắt ra miếng vừa ăn cỡ khoảng 5 cm, sau đó mình sẽ ướp với một số gia vị. Rồi còn món của anh Thư thì bước đầu tiên có lẽ là anh Thư sẽ bóc cái phần mình tôm ra, chỉ chừa lại phần đầu và phần đuôi để một lát nữa mình trang trí cho đẹp. Còn Kiều Diễm, hai bạn sẽ làm gì đầu tiên đây? Vâng ạ, với món cá lóc này thì để cho bớt cái mùi của cá thì chia sẻ với quý khán giả một chút mẹo nhỏ là có thể là chúng ta dùng chanh thì chúng ta sẽ tuốt phần nhớt của cá để cho nó bớt mùi của cá. Sau đó thì Diễm cũng sẽ cắt khứa để thành hoa cho nó đẹp. Cá lóc mà thành hoa. Nhưng mà khi mà thành phẩm thì nó sẽ thành hoa. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu phần việc của mình ha. Đức thấy là chị Linh chọn cái thịt này rất là ngon nha. Mỡ cũng khá ít. Giờ thịt thì cũng rất là tươi nữa. Hôm nay thì chị mua cái này là khoảng nửa ký thịt ba rọi. Mình lựa cái thịt mà nó liền, nó không có bị rời ra, thì khi mà kho cái miếng thịt nó sẽ ngon hơn. Chị Linh ơi, em thấy là cái món thịt kho hột vịt đó thì trong ngày Tết thì ở nhà nào cũng có hết. Nhưng mà với một cái bí quyết hay là một cái chia sẻ nhỏ là để sao mà thịt cho nó ngon và cho nó thấm á, thì chắc là mọi người có một bí quyết riêng. Rồi riêng chị sao ạ? Tôi thấy là cái màu là quan trọng lắm. Cái màu nó ngon mà nó trong mà nó màu vàng nâu rất là đẹp mà tươi. Bây giờ để cho cái màu nó ngon á thì sau khi mình ướp á, mình để cho khoảng 2-3 tiếng cho khoảng thịt nó thấm gia vị và nó sẽ trong lên. Rồi trước khi mình kho thì mình sẽ thắng một tí đường cho nó có cái màu đẹp. Còn Kiều Diễm biết hôm nãy giờ thì anh Thư rất là ấn tượng với món mà cá lóc hấp xả, một món ăn mà phải nói là đậm dân dã Nam Bộ luôn. Không biết là ở đâu mà Diễm biết đến món này nè? Cũng rất là tình cờ thôi. Thường là mình cũng nghe nói là cá lóc hấp bầu hoặc là cá lóc hấp gừng với hành. Đúng rồi. Nhưng mà thường nhà Diễm thì cũng có trồng ít xả và cũng muốn biến tấu thêm cái món cá lóc này. Dạ anh Thư chắc là sau cái buổi ghi hình này về là chắc anh Lợi cũng như là Minh Đức sẽ thực hành ngay đúng không nè? Dạ. Đức lần nãy giờ Đức để ý cái món của Thư lắm đó nha, bởi vì cái món này Đức rất là thích. Nhưng mà để mà ăn với chanh dây thì Đức cũng chưa thử lần nào. Và Đức cũng thấy Thư là đang là ghim một cái cây vào thân con tôm nữa. Mình làm gì để gì ạ? Minh Đức với quý khán giả biết không, cái này là do một cái người bạn chỉ Thư là nếu mà mình không ghim cây cố định vào mình tôm thì khi mà mình chiên thì cái thân tôm nó sẽ co rút lại. Khi mà mình trang trí thì nó sẽ bị hạn chế, nó không có thẳng được mình tôm. Thì đây cũng như là một bí quyết nhỏ nhỏ mà anh Thư áp dụng trong món này. Đức thấy là hiện nay là mình đang thắng đường chị Linh hả? Đúng rồi, phần thịt thì mình đã ướp xong rồi. Mình sẽ để thịt cho nó ngấm gia vị cho đều. Sau khi thấy đường nó có cái màu vàng cánh gián đẹp thì mình sẽ chế nước dừa vào. Đợi nước dừa sôi thì mình sẽ thả thịt vào. Các bạn có biết không, mình thắng đường như vậy là một phần là cho màu nó đẹp, và một phần nữa là khi mà mình kho thì cái nước nó sẽ kẹo lại, nó rất là ngon. Đức cũng đang thấy là anh Thư cũng đang đập hột gà đúng không ạ? Đúng rồi Đức. Nhưng ơi, chắc là làm nước sốt anh Thư hả? Không phải Đức ơi, hồi nãy thì anh Thư cũng đã ướp gia vị vào tôm này, gồm có một ít hạt nêm, một ít đường và một ít tiêu. Và bây giờ thì anh Thư đang chuẩn bị là nhúng tôm vào cái bột chiên giòn và sau đó nhúng qua trứng gà, và chúng ta sẽ nhúng qua bột chiên xù và tiến hành chiên. Cũng đơn giản thôi hả Đức ha? Nhưng mà cái để mình để trứng gà vào là để nó làm cho kết dính cái phần bột của chúng ta, nó không bị rời ra. Đức hiểu rồi. Cá thì Kiều Diễm đã ướp xong rồi, thấy hình thấy hấp dẫn của Kiều Diễm. Bây giờ mình còn làm những chi tiết gì nữa? Xả này á thì khi mà mình đập dập xong á thì mình sẽ xé sợi. Sau đó mình sẽ chiên để trang trí cho cá cho nó đẹp. Bây giờ anh lại dở ra thử coi sôi chưa, mình để cá em nha. Nước sôi rồi Diễm ơi. Bây giờ thì anh giúp em bỏ cá vô giùm em ạ. Mình để nguyên cái dĩa luôn em nha. Trong thời gian đại gì khoảng bao nhiêu phút là cá mình sẽ chín em? Cá này thì cũng mau chín lắm anh. Nếu mà chúng ta muốn ăn mà cho nó chín thật nhiều thì khoảng 15 phút. Còn nếu mà vừa chín tới thì khoảng 10 phút thôi. Bây giờ hồi hộp chờ đợi. Anh Thư thấy là nồi thịt của mình cái màu thôi là thấy đã hấp dẫn lắm rồi. Mình thịt cũng đã săn lại rồi nè anh Thư ha. Chắc món này là mắc cơm lắm đây. Mình sẽ đợi cho cái nồi thịt nó sôi nhiều lên rồi mình sẽ hớt bọt. Để cho nước nó sẽ trong hơn. Cho nước nó đẹp, nó trong hơn. Cũng thấy là anh Thư cũng đang chuẩn bị nước sốt không ạ? Diễm biết không, trong lúc chờ tôm thấm thì anh Thư cũng đã tranh thủ thời gian cắt chanh dây ra là mình được bỏ hộp. Mình thấy lấy cái phần nước cốt chanh dây để em lát mình làm sốt.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay là một chương trình đặc biệt rất là thú vị khi Thư cùng với các anh chị em đồng nghiệp tại Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ của mình thực hiện một mâm cỗ Tết dành cho dịp Xuân Bính Thân này, hy vọng sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những giờ phút thư giãn thật thoải mái. Thật sự là ngày hôm nay Đức cảm thấy rất là vui khi mà có một dịp để mà anh chị em đồng nghiệp chúng ta có cơ hội vào bếp cùng nhau như thế này. Bình thường công việc chuyên môn thì cũng tiếp xúc nhiều, thấy các chị cũng rất là giỏi rồi mà hôm nay vào bếp cũng khá lắm nha. Ngoài cái công việc chuyên môn thì mỗi chị em phụ nữ chúng mình đều cố gắng học hỏi một chút gì đó chuyện bếp núc để mình có thể ngoài giờ đi làm thì mình cũng chăm sóc được cái gia đình nhỏ của mình nữa. Còn nãy giờ thì riêng món anh Thư là bây giờ chỉ còn phần chiên tôm và anh Thư làm nước sốt chanh dây là coi như là cũng là đã cơ bản hoàn thành rồi. Phía anh Lợi nè, nãy giờ là anh đã đến công đoạn nào rồi? Em nghĩ là cá chắc cũng đã chín rồi. Bây giờ mình dỡ nồi thôi. Quá hồi hộp quá. Wow. Chắc là cá đã chín rồi. Bây giờ có công đoạn cuối cùng là mình sẽ chiên sả để trang trí cá. Diễm ơi, trong lúc mà Diễm với anh Lợi chiên sả thì anh Thư bên đây cũng chiên tôm thật là nhanh. Và chị Linh thì món ăn của chị chỉ còn là cho chú vịt vào nữa. Coi như là mình sẽ có 3 món ăn, một bàn tiệc hấp dẫn đang đợi chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, đây là thành phẩm mà chúng tôi đã hoàn thành sau một thời gian vào bếp. Trông là cũng rất là bắt mắt phải không các bạn? Trong những ngày xuân thế này mà chúng ta có dịp gặp gỡ nhau cùng ôn lại một năm đã qua, cũng như là tìm nguồn cảm hứng trong năm mới nữa với một mâm cỗ đầy những món ăn truyền thống và rất là ngon như thế này. Và Kiều Diễm thấy thì trên mâm cỗ chúng ta cũng có đầy đủ là tôm nè, thịt nè, cá và cả rau nữa ha. Nếu mà thưởng thức đó thì anh Tư cũng chia sẻ đến quý vị thì chúng ta sẽ thưởng thức món tôm sốt nhanh dây như là một món khai vị. Như chúng ta biết là tôm rất là giàu vitamin, thích hợp cho mọi lứa tuổi luôn, và kết hợp với vị chua ngọt của chanh dây thì anh Thư hy vọng là sẽ mang đến một khẩu vị mới cho chúng ta. Và cái món cá lóc hấp sả này thì anh em mình làm trông cũng khá là hấp dẫn anh Lợi ha. Cá ăn kèm với sả thì cũng có cái mùi vị rất là lạ, và đặc biệt thì sả thì cũng sẽ giúp chúng ta dễ tiêu hóa hơn. Rồi mình cũng có thể mình ăn kèm lại với rau nè, bún, rồi chút nước chấm, hương vị nó hài hòa ha. Trước nay thì mình ăn cá lóc hấp bầu nè, rồi cá lóc hấp dưa cải, rất là nhiều món. Nhưng mà cái món cá lóc hấp sả thì đây là lần đầu tiên mình thấy, và hy vọng là nó sẽ rất ngon. Nhưng mà có một cái món mà anh Thư thấy là mọi người có đồng ý không? Là không thể thiếu trong bàn tiệc cuối năm rồi. Đúng rồi, đó là món của chị em mình làm nãy giờ đó Đức. Thịt kho hiệu hay là thịt kho hộp dịch? Đúng rồi. Với món này thì mình sẽ ăn kèm với là dưa món của Kiệu. Mình có thể ăn chung với bánh tét hoặc là ăn chung với cơm trắng cũng được. Nhưng giờ hy vọng là trong những ngày xuân mà chúng ta có thể là cùng với gia đình, người thân của mình chuẩn bị một mâm cỗ như thế này cũng tương đối thôi, để mà cho ngày Tết chúng ta thêm sum vầy và ấm áp hơn. Còn riêng về Quang Lợi thì niềm vui lớn nhất của mình hôm nay là được trải nghiệm cùng anh chị em đồng nghiệp của mình, và niềm vui nữa là ngồi được cùng trên một cái bàn mâm Tết như xuân vầy như vậy. Mâm cỗ của chúng ta thì đã có rất là nhiều thức ăn rồi, nhưng mà Hồng Linh vẫn còn thấy thiếu một thứ gì đó. Em cũng thấy thiếu một thứ gì đó, nhưng mà em nghĩ là không biết là em với chị Linh có đồng suy nghĩ hay không, đó chính là một mâm trái cây với lại là qua trên ngày Tết. Đúng rồi, chính xác. Nhưng mà các anh chị và các bạn yên tâm đi, chúng ta sẽ có một mâm trái cây cũng như là hoa quả để trưng ngày Tết trong chương trình vào bếp cùng khán giả kỳ sau nha quý vị. Và chúng tôi cũng rất cảm ơn quý khán giả đã luôn đồng hành cùng chương trình trong thời gian qua. Hãy đón xem chương trình vào bếp cùng khán giả với những thực đơn mới lạ hấp dẫn. Và bây giờ thì cùng với ekip thực hiện chương trình, mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng nhập tiệc ngay.